Chiều 25 tháng 11, phóng viên Dân Trí cùng đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh và Ban giám hiệu trường tiểu học Thạch Đài đến nhà thăm hỏi, động viên và trao bảng biểu trưng số tiền hơn 198 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ bé Nguyễn Thị Loan, 9 tuổi. Số tiền này đã được báo Dân Trí làm thủ tục chuyển kịp thời đến gia đình bé. Bé Loan là nhân vật trong bài viết Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bé gái 9 tuổi mong manh mạng sống được, báo Dân Trí đăng tải vào ngày 7 tháng 11 vừa qua. Loan và em trai Nguyễn Trung Tuấn Sang, 7 tuổi, mồ côi bố từ năm 2018, thời điểm đó Loan mới 4 tuổi. Một thời gian sau, mẹ của hai bé đi bước nữa. Loan hiện sống cùng ông bà ngoại, còn em trai sống cùng ông bà nội. Cách đây ít năm, Loan được phát hiện mắc căn bệnh xơ gan quái ác. Thời gian nằm viện của bé nhiều hơn ở nhà. Gia cảnh ông bà ngoại cũng rất khó khăn. Sau khi biết đến hoàn cảnh nêu trên, qua chương trình nhân ái, bạn đọc đã ủng hộ bé Loan số tiền 198 triệu 841 nghìn đồng. Đón nhận món quà này, bà ngoại bé là Trần Thị Thủy, 53 tuổi, chú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân Trí cùng chính quyền địa phương, nhà trường đã luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình thời gian qua. Có số tiền này, đầu tháng 12, tôi sẽ đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội để tiếp tục thăm khám, điều trị, bà Thủy xúc động nói. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trương Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đài, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân Trí đã quan tâm và cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh bé Nguyễn Thị Loan. Bà ngoại cùng bé Loan thời điểm nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.